Đó cha. Chuẩn bị đi ngủ rồi đó cha má lắm. Bị đá ơi. Đó cha, trời đó cha đi tham quan kìa. Thấy nhà đẹp quá đi tham quan. Ôi chết rồi. Tức là trên đó mình có mặt đồ anh lúc trên à, bây giờ là khoảng 11 giờ nó sương tại khoảng 9 rồi 9 o'clock actually tất cả mọi người chuẩn bị đi Golden Gate. Và đây là driver. Và cái đến là Roger. Christine, Tiếp Đạt và tất cả mọi người ở đằng sau. Có cái đó không hết là 400 ngàn rồi. Dạ. Còn mấy cái map à, có cái map. Còn nếu mà còn mà mình đua Roger, mà say hi Roger. Mình phải dọn được con. Hi Roger. Ôi đừng quay nữa. Yeah. Lúc mà mặc đồ đẹp ở nhà hàng nó quay. Trời má ơi, cái này là quay chụp phim. Giờ xe lôi thôi đấy. Thì cái này lôi thôi mới chạy chứ. Thím mà đâu cần mặc đồ đẹp cũng vẫn đẹp vậy. Người đẹp đứng đâu cũng đẹp mà. Chúng nữa tới xem mà cái cơ quay. Dạ, còn nhiều lắm thím. Trời cái này cái là rối 30 cái. Này là có đẹp quá. Quay cái sao chứ thím. Thế cần này thiên nhiên đẹp quá rồi má, má không nghĩ gì đấy. Dạ, nhà còn edit rồi mà. Nhìn đi, thấy rất lãng mạn mà. Wow, this is what I want. Yesterday I missed it. À, bây giờ đi vô cái tunnel, đi qua cái hầm của cái núi nè. It's like in a video game. Wow. Đã nhìn nè, đi kia nè. So nice. It's like going to the airport, but you're not. Yeah, từ đây là mấy phút nữa. Đi cái cầu á, mấy phút nữa. Wow, look at this. This is like... Cứ 12 giờ đêm tới San Diego là được rồi. So nice. Yeah. Vậy là mình đi qua cái núi ha, ở trên là núi ha. Yeah. Chi phí nó cao. Người ta đào đi qua là nhiều. Đi nhận bắt cầu. Cái đào bên này tốn công lắm. Ở đây không có làm mới này được ăn. Ở đâu đó nó cứ cái cầu nó sập mà nó đè chết bao nhiêu người đấy. Ở bên Mississippi. Vậy là 13 hay là 14 là cái núi dữ. Chắc chỉ là mắc luôn rồi. Hình như là biển phải không? Sao coi bản đồ đúng chưa? Đi đường đúng chưa? Mà đừng có lo, có lần ở đây là không có sai. Không, tới cầu Sài Gòn rồi thêm đạt. Ủa? Đây là từ hôm nay ra Sài Gòn ha. Đúng rồi đó, về Việt Nam mà đi qua trạm cũng phải đóng tiền đó. Yeah, giống như trang nha. Ồ, đóng tùm lum. Sao lộ cũ hả? Bây giờ là Mỹ là tư bản thành công sản rồi đấy má. All right. Here we come. Việt Nam bắt đầu là cái cầu. Đấy, cái cầu đó nè. Mấy cây nó kêu đi. Dạ. Ờ, ta. Mấy con chim bay nè.
bên này cũng đẹp này, bên này đẹp hơn. Ơi bố ơi, Roger nè. Quay chi mấy cái đầu. Bên này đẹp hơn. Okay, I'll slow down so you guys can. Yeah, yeah, it's better. Jump in there, pass it. Who's losing it? San Francisco, na. Go to Cambridge. All right, I'm slowing down, people. Yeah, it's better. Ride. Okay, yeah. Wait a second. Yeah. Oh, they get mad at us. Let them get mad. This is so nice. Sắp không mà má. Wow. I think keep the right lane. Keep the right lane. Đến đây là Cali rồi, đi tới đây nè. Cái cầu đây đẹp lắm. Nổi tiếng thế giới. Cái này là Seven Wonder of the World. Yeah. Okay, all right. Look at that city. Có cái cây bút đó, cái bút mà mình chụp vô trong nó nguyên người mình luôn. Mình chụp hình luôn. Wow, this is so nice. Small body, you can stand inside. Oh yeah. The like wood. Yeah. That's big. Yeah, it's big. Look at that. Đây cái thành phố hả? Tuyệt vời. Wow, đây là thành phố là San Francisco. Ui giời, đẹp quá. Lâm nào cũng foggy. Wow, yeah. Cầu đây lớn ha. Nghĩ là nó sơn lại mới. Oh, nó sơn chứ lại. Chứ mà làm cũ lắm. Yeah. Oh, okay. Look better. Chắc nó làm lại nè. Đây là sắt hết ha. Sắt rồi đấy. Mà làm không phải cái màu màu này đâu, màu brown. Rồi, đang quay đi. Nó đẹp. Wow. Chỗ dừng nào mà cho mình làm gì quan. Chen ha. Hay là cuối cầu exit hả? Hay là nó có chút view. Do you see anything? Wow, it's big beach. Đó. Để chưa thấy kỳ quan thế giới chưa? Wow. Mà mình ở đây mà không biết là người ta đó. Ok, bây giờ như thế nào đây? I have three way ahead. Bây giờ sao? Có cái bản đồ không? Bản đồ không có. Có direction này thôi. Vô đây nè. Đây nè, bên này đường nè, quẹo quẹo đây nè, bậc kinh nè. Đây, họ đi đấy. Miễn đúng rồi, đây nè. Hay là đầu lên trên kia đi. Bậc kinh đây nè. Yeah. Chơi thể thao đây, đây là câu lạc bộ thể thao của đội San Francisco Giants. Really? Yeah. Oh, wow. Lớn quá hả Cưng ha? Lớn lắm. Nó bán ticket luôn hả? Bán ticket on the spot, yeah. I think so expensive, right? It's so expensive, yeah. Nhất là cái mùa này này, tại vì cái thằng có cái thằng cầu thủ nó mới làm kỷ lục cái home run đấy, cho nên bây giờ là báo chí là cả nước Mỹ là tới cái park này này, cái ngày hôm nay là cái báo chí là tới đây hết rồi, cả nước Mỹ luôn đấy. That's why it's a Chinatown in San Francisco. Hôm nay là thủ tướng đầu tiên của Canada. Đây giống sông chiếu hả bác? Bây giờ vẫn là downtown San Francisco. Phố người ta mới vậy. Mới vậy thì mình không biết bao nhiêu là mới. Người ta mà cầu được như vậy thì đây cũng được. Vô đây cả cái này. Just joking. You're gonna guess đúng right here. Đúng rồi má ơi, đây là nhìn trên trong giấy của đúng rồi. Mày lên internet không? Mày bước vào vẫn đi xuống ngoài làm gì? Ở trên TV, ở trên poster là cái cầu này. Bạc này xuống bạc này nè. Yeah. Bạc này có chỗ. Tí nữa lên kia chắc là có chỗ.
Wow, cái đây là nghĩa trang bên đây. Là nghĩa trang, chắc là nghĩa trang. Chào quan. Anh biết là đúng rồi, con nhưng mà nhưng mà hồi nãy là thấy đẹp. Đó cầu đó, tourist đều wow. Hồi nãy nó sao trắng chậu đẹp hơn mày. Right on. Má ở đâu rồi? Má làm gì? Anh khi sao mà nó được cởi áo vậy? Nó cởi áo ra. Ông có ông giữ ra, nó ở ngoài, nó quậy ra sao mà tôi đi. Đi. Ông ở trong. Số này đã chụp... Muốn lên trên kia không? Không ai. Bác, cảm ơn bác. You want to go over there, Archer? Yeah. Đó thì mình mới có... lấy cái whole view luôn á. Ở đây người ta the people block. Đi đó chả. Bye bye. Đi ba. Ôi đợi mắm kìa, mắm đi tiểu. Ờ mình đứng đây mình ngó mà. Ở đây thôi. There's mommy, daddy, and son. Đi tắm, đi tắm. Đi cơm, let's go. Quá đảo mà kìa. It's a million dollar picture right here. Yes. Cái đảo đấy là chắc cái Alcatraz ấy, is that Alcatraz? Nghe nói là cái đảo mà có tù ấy, trước là chứa tù nhân ấy. Oh. Which one? Oh shoot. Cái đảo ở bên kia kìa. Oh yeah. Đi bộ qua cầu hay là đi gì? Okay, ready? One, two, three. Mà đứng đây này để con lấy cái cầu này. Mà đứng đây này. Anh đứng giữa giới thiệp đi anh. Má đứng kia đi. Má đứng đây. Má đi. Ok, được rồi. Như vậy được rồi má. Yeah, được rồi. Lấy biển, lấy núi, cái cầu đâu đẹp đâu lấy. Ok, má cười ha. One, two, three. Được rồi, it's nice. Hình mà không có hình YouTube gì. Có, anh nhìn đây hả? Ok, one, two, three. Đây, đây, cái gì đây?
nhìn nghiêng đi ha, nó nhìn nghiêng là nó chụp nghiêng ha. Mày đâu có học, đâu có biết mỹ thuật mà chụp tao biết là không đẹp. Freestyle chụp hình mà má. Quay phim chụp hình thì phải có qua có học. Còn không thì cầm cái máy chụp cái máy quay ai cũng làm. Đứng đứng này nè. À, đứng đây này. Sẽ xúc xích vào đó, còn là nhìn nó lấy cái cầu á. Cầu nó đẹp chết. Can you get a picture with my mom? Yeah. Đứng này. Nhờ nó đi tàu. Thôi đây 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 đây. Đi xuống dưới, như dưới kia nó có cái. Không không bằng chỗ này đâu. Nhưng mà mình chụp hết đây rồi. À ừ. Chợ... Muốn đi tàu. Bé muốn đi tàu. Mà buồn ha, buồn quá. Đi tàu. Chú bông con á. Đi tàu thôi. Người đẹp. Người đẹp San Francisco, right? Đặt nhìn mấy anh kìa. Đi tàu. Đi tàu.